Recording in progress. Loving. Hello, Good teacher. Hi, How good are you morning. today? Oh, thank you for asking me. I'm very good. I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you too. How's the weather in the night today? It's very hot and sunny. I don't like it though. I want some rain. I want some rain. How about you? How's the weather? Like, what's the weather like in Hạ Long? In Hạ Long today is sunny and windy. Oh, it's sunny and windy. Do you like sunny and windy weather? No. And what weather do you like? It's sunny. You like sunny weather, right? Yeah. Okay, you like sunny weather. Right. So is it hot or cold in Hạ Long right now? No. Is it hot or it's cold? It's hot. Ah, it's very hot, huh? Right. So do you like hot weather or do you like cold weather more? Do you like hot weather or do you like cold both weather? Both I don't like. Ah, can you say I don't like both? I don't like both. Okay, you don't like both. Wow, okay. Chị thích trời nắng chứ không thích trời nóng hay trời lạnh ha. Right, I see. Thank you for talking to me. Right? Yeah. No, nothing. I'm just telling you. I'm sorry. Cô chỉ muốn nói là cảm ơn Vinh đã nói chuyện với cô đầu giờ thôi. Yeah. Right, Vinh, have you watched Unit 12 at home? Con đã xem trước cơ bài 12 nhé chưa? Yeah. Right, Unit 12 is very easy. Okay, I'm going to introduce you to Unit 12 right now. Okay, Unit 12, we will study about party things. Right, so when we talk about party, what kind of party are you thinking of? Khi mà nói về cái bữa tiệc này, bên này, when we talk about party, right, what parties are you thinking of? Con nghĩ về những cái bữa tiệc nào? Birthday party. Birthday party, that's one. Okay, anything else? Anything else? Có bữa tiệc này nữa không nhỉ? Right. Okay. Con có biết chữ đám cưới tiếng Anh là gì không nhỉ? You know? No. Okay, we have wedding party. Okay. Okay, wedding party, tiệc cưới ha. Huh? Right. Kind of things like that. Birthday party, wedding party, they are party. Right. And in party we will see things like bottle. Can you say that? Bottle. Bottle. Okay, bottle. Next, bowl. Bowl. Good. And finally, cup. Cup. Okay, good job. So in parties, we sometimes see these things. Rồi, ở trong những cái bữa tiệc thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy những cái này ha. Ví dụ như mình thấy bottle thì thường bottle này sẽ là bottle of water, đúng không? Là một cái chai nước khoáng. Rồi, còn bowl thì mình sử dụng cái này để ăn uống này, bowl. Và cup sử dụng để uống nước, để chở cái cup. Right. Okay, next. Right, can you say it? Glass. Glass. Okay, good. So Vinh, we have a glass and a cup. We have a glass and a cup. Are they different? Nó có khác nhau không nhỉ? Yeah. Okay, so how are they different? Nó khác nhau như thế nào? Con mô tả thử cho cô xem nào. Cái này là cái glass, cái kia là cái cup. Glass là một đồ dùng để làm cốc. Rồi, con có thấy ấy, là cái glass này đầu tiên nó sẽ là cái ly mà làm bằng thủy tinh không nhỉ? Đó, cái ly trong suốt thì nó sẽ là làm bằng thủy tinh đúng không? Glass. Đó, và con có thấy là cái glass này nó taller than a cup đúng không? A glass is taller than a cup, right? Okay, cup is very small. Right, và cái glass này thường được dùng để uống cái gì? Ví dụ như là uống nước ép trái cây hay là uống bia, uống nước ngọt, đúng không? Right, but how about a cup? What can we drink with a cup? Drink water. Water, okay, but anything else? Cái tách mà nhỏ như vậy thì mình thường dùng để uống gì nhỉ?
Right. What do you drink in the morning? What do you drink in the morning? Drink in the morning. À, vào buổi sáng thì người ta uống cái gì để cho tỉnh ngủ nhỉ Vinh nhỉ? Sáng người ta uống. That's right, coffee, đúng không? Cái tách mà nhỏ nhỏ như vậy là người ta thường dùng để uống. Cà phê là thứ nhất. Rồi cà thứ hai nữa. Rồi nếu như mà khách đến nhà thì con người thì bố mẹ con sẽ mời gì nhỉ? Coffee. Đúng không? Đã có coffee rồi thì sẽ phải có một cái thức uống mà gần và họ hàng với nó nhất, đó là tea, đúng không? Coffee and tea. Đúng không? Con có biết tea không? Trà. Trà. Ừ, đúng rồi, trà. Right, so we have coffee and tea. We drink coffee and tea in a cup. Right? Yeah. Okay, we drink coffee and tea in a cup. Mình uống trà và cà phê trong cái tách nhỏ như vậy. And with a glass, what can we drink in a glass? Like, we drink juice, good beer. Job. Juice, beer, and milk, right? Right, milk. Things like that. Okay, good job. Rồi. Nice. Okay, and then we have a CD player. Can you repeat? CD player. Good job. Right, so nowadays, like today, we don't see CD player. Và ngày nay thì chúng ta sẽ ít khi thấy cái CD player này lắm. Why? Because we have more modern things. Chúng ta có nhiều thứ hiện đại hơn thì cái CD player này nó khá là cũ rồi. Đó, nên là ít người xài. Right, next, chúng ta có cái hộp. Mình đọc là gì đây Vinh? How do we read this? Box. Good job, box. Okay. Right. What are these? What do we put in them? Right words. Right. Rồi bây giờ mình sẽ cho cô biết được là những cái hình này là những cái vật dụng này nhé. Đầu tiên, cái vật dụng này đang là cái gì đây? What is this, Vinh? It's a bottle. That's right. It's a bottle. Good. Rồi, next to a bottle, what do we have? Bowl. A bowl. Good job. Right, next, what do we have? Cup. A cup, good job. And finally, what is this? Glass. Okay, a glass, right, okay. Right, so what can we put inside each thing, đúng không? Ví dụ như đây mình sẽ có là cái box, bottle, bowl, cup này, glass này đều là những cái vật chứa mình có thể bỏ cái gì đó vào bên trong được nè. Rồi, vậy thì con sẽ thường bỏ cái gì vào trong cái box này? What do you put inside a box? What do you put inside a box? My book and computer. Oh, book and computer. Nice, okay. Okay, anything else? Đúng không? Con thấy người ta thường bỏ cái gì vô trong cái hộp này, ví dụ như là mì gói, đúng không nhỉ? Người ta sẽ đóng mì gói thành những cái thùng lớn, đúng không? Right, we can say we put food inside a box, đúng không nhỉ? Mình có thể bỏ đồ ăn vào trong cái hộp này được. Hoặc là nếu như mà con có nhiều đồ chơi quá thì con thường kiếm cái thùng này để bỏ vào, đúng không? Toys, right? Food and toys. Em cũng đang không biết sao mà ở trong mẹ in cho em đúng cái trang này ấy, có luôn câu trả lời như này không ạ? Cô để trên đấy để cho Vinh hiểu đó. Cô để trên đấy để cho Vinh hiểu. Chứ tại vì nếu như mà cô mà không viết cái gì vô thì Vinh sẽ không hiểu, thấy chưa? Rồi, có book, có computer ở trong đây được rồi. Rồi, trong cái hình tiếp theo ấy thì nó sẽ hiện lên là water và lemonade, đúng không? Bây giờ cô muốn Vinh nghĩ cho cô hai cái thứ mình có thể bỏ trong chai và không nhìn vào đáp án này nha. Không phải là hai cái đáp án water và lemonade này. Hiểu ý cô không? Rồi, ngoài water và lemonade thì cái chai này, cái bottle này mình còn đựng cái gì được nữa Vinh? What? Còn đựng được cái gì nữa nhỉ? Đúng không? Mình sẽ đựng được rất là nhiều loại nước uống nè, đúng không? Mình sẽ có nước uống gì? Mình có nước uống gì nhỉ? Juice, đúng rồi. Chính xác rồi. Ngoài ra thì mình có gì nữa nhỉ? Đúng không? Mình có những cái chai mà.
Đây có những cái chai mà trong cửa hàng tiện lợi thì mình sẽ thấy những chai ví dụ như là milk tea, trà sữa đúng không? Trà sữa đóng chai có. Đó, trà sữa đóng chai có. Rồi, water, lemonade, juice, milk tea, we can put it inside a bottle. Được chưa? Rồi, a bowl. Trong cái hình bowl này thì nó sẽ ra được hai cái chữ đó là ice cream này, soup, rice. Rồi, vậy thì con nghĩ thử coi là ngoài những từ này ra thì cái bowl nó còn đựng được cái gì nữa? Con hay ăn sáng bằng cái gì? Con hay ăn sáng món gì? Món gì có thể đựng được trong cái tô này không? Noodles. Noodles, that's right. Đúng rồi, đúng không? Mình hay ăn cái món nước hay noodles này đó là mình sẽ để được trong cái tô, cái chén này. À, chết rồi, cô ghi sai rồi. Rồi, thank you. Ủa, cô biết đúng không ta? Hình như cô biết sai thì phải đúng không biết? Noodles. Ok, giờ mới đúng là noodles, sorry. Rồi, what else? Con ăn được cái gì ở trong cái tô này nữa? Tô này còn dùng để đựng gì nữa nhỉ? Tô này người con ăn được gì nữa nhỉ? Thông thường, có một số nhà thì có một số gia đình thì người ta sẽ thích để hoa quả ở trong cái tô này đúng không? Để cho nó đẹp, để trưng nữa. Vậy thì hoa quả mình có gì đây Vinh? Fruit, đúng không? Watermelon, orange, pineapple, apple. Nice, thank you. Mình gọi chung đó là fruit, đúng không? Đó. Thông thường con đi qua nhà bạn, con sẽ thấy có những nhà người ta để một a bowl of fruit, đúng không? They put a bowl of fruit on the table. Đó, bowl of fruit thì sẽ bao gồm những trái nhỏ nhỏ, ví dụ như là xoài, mango, nho, grapes, đúng không? Táo, apples, lê, pear. Right. Next. Rồi như cô đã nói là trong cup ấy, trong cái cup, trong cái ly này mình có thể đựng được những thứ như là coffee và tea là nhiều nhất đúng không? We usually drink coffee and tea from a cup. Rồi đáng lẽ cái soup này là phải vô cái bowl này mới đúng mà, nhưng mà ở nước ngoài người ta cũng thích là uống cái nước canh ở trong cái cup này cơ. Right. Rồi mình có glass thì mình sẽ đựng được lemonade, juice, water. Ngoài ra thì mình còn nãy cô cũng giới thiệu đó là mình có thể đựng được beer and milk, đúng không? Right, good job. Right. Okay. Okay, now we come to this listening part. Right. Can you see the screen, Vinh? Có. Okay, cái now. Này ở nhà rồi cô ạ. À cái này, không cái này thì cô chưa có bật. À cái này con có nghe chưa nhỉ? Cái này con có bật phanh nghe lên chưa? Em nghe ở nhà, em cũng tô màu luôn rồi. Okay, good. Nghe nhẹ rồi, nghe tô màu luôn rồi. Thì bây giờ mình làm lại cho cô nhé. Bây giờ nghe lại một lần nữa, mình bật cái file nghe này lên một lần nữa và cho cô biết là cái nào đang có màu gì ha. Cô sẽ dừng lại ở chỗ mà người ta đang nói là những cái vật đó tô màu gì. 12B. Party things. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Would you like to color this picture of a supermarket? Yes. Can I colour the woman's skates? Okay. What colour? Pink is my favourite. Okay. Colour her skates then. Can you see the woman's pink skates? This is an example. Now you listen and colour and draw. One. The boy's drinking something. Yes, it's fruit juice. Shall I colour it orange? No, colour it yellow, please. All right. Right, đầu tiên con nghe được cái gì nhỉ? Okay, fruit juice. What colour is the fruit juice? Yellow.
Yellow, ok, con nghe được tốt rồi đúng không? Đây, fruit juice là tô cái màu màu vàng. À, ok, con tô luôn rồi hả? Này, rồi vậy cô để con tô luôn, để cho bên tô trên màn hình luôn nhé. Rồi, tiếp theo. 2. Can you see the bottles on the table? There are two bottles. Which one shall I colour? The round one. Make it green. Okay. 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 Which bottle? The round bottle. Okay, the round bottle. What color is it? Green. Okay, right. Color the round bottle green. Đang tô đúng không? Chắc con đang tô. Mình có thể lấy cái ngòi to để tô cho nhanh hơn cũng được. Right, thank you. Nice, good job, very beautiful. Rồi, tô rất là gọn gàng. Rồi, next, continue. 3. Can you see the boxes under the table? Yes. One of them is open. Yes, I can see that. Shall I colour that box red? Yes, that's a good idea. Rồi, okay. Okay, which box? The open box. Good. What color is it? Red. Red. Nice. Perfect. Okay, để tô màu cho lẹ thì con có thể chọn cái chế độ mà cái bút nó highlight như vậy nè, nó tô màu nhẹ nhẹ, nó cho nó lẹ cũng được. Với cả cái ngòi đấy nó rất là to. Đó. Ngò to như vậy to dễ tô dễ lắm. Nice, good. Good job, đúng rồi, tô bằng cái highlight lẹ hơn. Rồi, now we move on. 4. Can I draw something now? Yes, you can. Would you like to draw a bag? Yes. Then the boy can carry the shopping. Good. Okay, now we will draw. What are we going to draw? A hat. A hat or a bag? A hat. No, it's not a hat. Mình nghe lại xem nha. 4. Can I draw something now? Yes, you can. Would you like to draw a bag? Yes. Then the boy can carry the shopping. Right. What should we draw? Mình nên vẽ cái gì đây? Bag. Okay, a bag. Vậy thì ai sẽ là người cầm cái túi đấy nhỉ? Who will hold the bag? The boy. Okay, right. So please draw a bag. Con vẽ một cái túi đi. Right. Vẽ cái túi làm sao mà cho bạn nam này cầm được này. Draw a bag so that the boy can hold it. Em định vẽ theo hình chữ nhật này. À đây con, nó có kẻ. Đúng rồi, nó. Đây nó có kẻ sẵn hình chữ nhật này, thấy không? Đó, con vào cái chế mục draw ấy, con thấy cái hình chữ nhật mà nó chỉ có một cái đường viền bên ngoài không? Đó, thì lúc đó con bấm vào cái đấy, sau đó con kéo ra một hình chữ nhật tùy thích, chính xác. Rồi, cái túi này thì nó thiếu cái gì đấy? Được cái tay cầm.
Okay, nice. Rồi, then we have a bag. Okay, good job. Good. Draw a bag in the boy's hand. All right. Five. Now, can you colour the big bowl? Yes, I can colour that. Thanks. Have you got a blue pencil? Yes, I have. I love that colour. Good. Colour the big bowl with that one. Right. What do we colour? A bowl. Okay, the big bowl or the small bowl? The big bowl. Good job. What colour is it? Blue. Blue, okay, right. Rồi, sử dụng cái bút màu để tô màu xanh lên cho cô nè. Nice, okay. Rồi, mình đã làm đúng rồi ha. À, cái bài này ở nhà con có in đây rồi, thì còn những cái phần nào con muốn tô màu thì con cứ tô màu thoải mái ha. Tô đẹp, đẹp đẹp xíu rồi đưa cho cô xem. Rồi, đây, mình cùng xem lại. Em tô cái này cho nó đậm. À, tô lại cái hộp ấy hả? Vâng. Rồi, để cô xem lại. Rồi, không sao đâu Vinh ơi, cái này con về nhà con tô tiếp nhé. Còn bây giờ mình qua bài tiếp theo được chứ? Yeah. Okay, này, kính chiều. Rồi. Xóa cả luôn. Đương nhiên phải xóa rồi. Bùm, đó, xóa hết. Rồi, đi thôi. Right now. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái bức hình này và mình mô tả lại, được chưa? Mô tả lại bằng những cái câu từ 1 đến 5 đây. Right, và những câu 1 đến 5 này thì nhiệm vụ của mình chỉ phải là điền đáp án vào thôi. Right, use annotate to write your answers on the screen. Con bật annotate lên để viết đáp án lên trên màn hình cho cô nhé. Most the bottles and... And what? Cái gì đang on boxes. The... Boxes. Good job. Rồi. Cô tính bảo là con làm một annotate nhưng mà đọc như vậy cũng dễ hơn này. Không sao cả. Right. Con thích đọc hay là thích làm annotate hơn? Would you like to read or would you like to write the answers? Write the answer. Okay. Right, then write the answer on the screen. Rồi, vậy thì con viết xong rồi con mới đọc cho cô nha. Right, number 3, 4, 5, please write the answer. Con viết câu 3, 4, 5 lên trên màn hình đi. Câu 2 có luôn đáp án kìa cô. Ừ, tại vì ban đầu cô thấy con đọc đáp án nên là cô tưởng là con muốn đọc sửa luôn ấy. Đấy, rồi, con không muốn đáp án nữa thì giấu đi thôi. It's on the gì nhỉ? On the floor. The biggest box is on the floor. Okay, good. Number 4, the... The... Which one? The okay, the square. Four glasses are between round. Okay, are between the round bottle and the smaller. And what? Between nha, cái four glasses này nó sẽ ở giữa hai cái vật nào? And the small bowl. Okay, good. Rồi, con xem lại đáp án nào. Most of the bottles and boxes are on the shelf. Thì mình thấy ở đây là nó đang mô tả đến cái on the shelf là phần trên cái kệ đúng không? Vậy thì mình sẽ thấy là trên kệ có gì? Có bottles.
và có boxes, những cái hộp. And my answer is boxes. Good job. Right. Number two. The biggest box is on the floor and it is closed. Đúng rồi. Cái này nó đang ở trên cái sàn nhà, đúng không nào? Number four. The square bottle is next to the bigger bowl. Cái chai mà hình vuông ấy thì nó sẽ ở làm sao? Ở bên cạnh cái tô lớn hơn. Chính xác, mình chọn square là đúng rồi nè. Right, four glasses are between the round and the smaller bowl. Đúng rồi, okay, all correct answers. Good job. Right, so Vinh, we have a quiz here. Mình có một cái câu đố vui ở đây. Rồi bây giờ cô có bốn chữ này: square, boxes, floor and table. Right, can you make another sentence about picture and see? Nói chung là bây giờ con hãy thử làm lên một câu nữa từ bốn cái chữ này cho cô được không nhỉ? Từ bốn từ này con có thể suy nghĩ ra một cái câu nữa được không? Đặt câu với bốn từ cho sẵn cho cô nè. Phải bao gồm cả bốn từ đó trong cái square boxes and table on the floor. It's a square boxes. Con nhớ a square boxes. Rồi con nhớ cho cô boxes ở đây là số nhiều cho nên không thể nào là a square boxes, đúng không? Boxes là số nhiều, tức là phải có hai cái hộp. Many square boxes and a table is on the floor. Okay, there are many square boxes and the table is on it's on the floor. Okay, có rất là nhiều cái hộp vuông đúng không? Và cái bàn thì ở trên sàn nhà. Okay, nice. I think it's good. There are many square boxes and the table is on the floor. Rồi, nice. Rồi. Good job. Rồi bây giờ so sánh với cái câu phía trên này. Two square boxes are on the floor under the table. Cái chỗ mà người ta nói là on the floor ở trên cái sàn nhà này là một cái ý hay. Ngoài ra người ta còn nói là cái sàn nhà thì sao? Dưới cái bàn nữa, under the table. Đó, được chưa? Mình cũng hình dung được mà. Rồi. How about another sentence with four words down here? Một câu khác với bốn chữ dưới đây. There is a woman is skates and has most glasses. There is a woman with, chỗ này con nên xài như vậy là with two skates, tức là rồi có hai cái and has most glasses. Chính xác, đúng rồi. There's a woman with two skates and has most glasses. Good job. Right. Con có thể nhìn vào câu mà người ta đã làm sẵn như sau. A woman with skates is holding most of the glasses. Được chưa? Chỗ này thì người ta xài cái chữ holding, tức là đang cầm, đang nắm đó. Rồi ở chỗ này con có has most glasses, là có thôi, sở hữu thôi. Good job. Right, now it's time to practice telling the story through pictures. Bây giờ sẽ là cái phần để cho Vinh luyện tập mà kể chuyện qua tranh ha. Rồi, bây giờ mình nhìn vào cái bức hình số 1. Bức hình số 1 này người ta đã mô tả trước cái tình huống cho mình rồi. Tom is watching baseball on TV. Vậy thì Tom đang xem bóng chày trên TV, vậy thì Tom đang mặc áo màu gì? What color is Tom's shirt? He is wearing a green t-shirt. That's right, he's wearing a green t-shirt. Vậy thì cái câu đầu tiên đã giúp mình xác định được Tom là ai, đúng không? Vậy thì sau này mình sẽ biết được cái bạn này là bạn Tom.
Rồi, chú này là chú Tom nè. Right, Tom is watching baseball on TV. He really likes baseball. His son, Sam, is opening the front door. So what color is Sam's t-shirt? No. What color is Sam's t-shirt? Sam is wearing blue t-shirt. A yellow, chính nhờ phải không? Đây là màu vàng mà. Sam is wearing a yellow t-shirt. Is that right? Đúng không? Tại vì mình có thấy là Sam thì đang mở cửa. Sam is opening the front door. Vậy thì mình thấy các bạn nào đang làm hành động mở cửa đây? Là Sam. Đó, vậy thì Sam sẽ mặc cái áo màu vàng. Rồi, vậy thì mình xác định được hai nhân vật chính. Đó là Tom và Sam rồi. Rồi, Uncle Jim and his family are outside. They have a birthday present for Tom. Rồi, được chưa? Right. Okay, in picture 2, con dựa vào những cái câu hỏi này để mô tả lại cái tình huống ở bức hình số 2 nha. Câu hỏi như sau, who's opening the door now? Ai ra mở cửa đấy? Who's opening the door now? No, Tom is opening the door now. Good, Tom is opening the door now. Vậy rồi chỗ này mình không cần nào làm gì nữa. Right, how many people are outside the door? How many people are outside the door? Outside. Là ở bên ở như là ngay chỗ ngoài cửa ấy. Ngoài cửa thì có bao nhiêu người? Ôi con đừng có nói với cô là con tính là mấy người này bước vô nhà rồi, cho nên là tính là bạn là tính là không có ai ở ngoài hết nha. Người ta mới đang mời chào nhau vào thôi. Cho nên là con vẫn nói là có 3 người đang ở ngoài cửa cho cô nhé. So how? 3 people are outside the door. Ah, you can just say there are 3 people. There are 3 people outside the door. Thank you. Right. Okay. Rồi. Uncle Jim thì mình sẽ thấy là đây cái Uncle Jim này nè. So what is he holding? What's Uncle Jim holding? He is holding What is he holding? Con nghĩ đó là cái gì? Cái gì đấy? Cái gì đây Vinh? Birthday present. That's right. He's holding a birthday present. Được chưa? Uncle Jim is holding a birthday present. Rồi. Ok Vinh, một lần nữa đọc lại cái đoạn màu cam cô vừa viết nè. Tom is opening the door. There are 3 people outside the door. Uncle Jim is holding a birthday present. Good job. Rồi. Qua tiếp. Right. So what's Tom doing now? Tom is open the presents. Tom is opening the present. Can you say that again? Tom is opening the presents. Good job. Tom is opening the presents. Good. Right. So what are Tom's presents? Look at the picture and tell me. Tom's present is a baseball. Oh, good job. Okay, Tom's present. Con có thể nói là his present, đúng không? His present. His present is are... a baseball. Okay, a baseball ball nha. Con nói baseball là môn bóng chày. Còn cái quả bóng thì con phải đọc thêm chữ ball một lần nữa. Baseball ball. A baseball ball and a baseball and bat. A baseball bat. Right, do you know a bat? Con có biết cái kia kia bóng chày không? Good job. Hey, so look at Tom's face and tell me, does Tom like the present?
No, Tom is like his birthday present. Ah, rồi. You don't say Tom is like the present. You just say Tom likes his birthday present. Can you repeat? Tom's like. That's right. Tom likes his birthday present a lot. A lot. Right. Can you repeat the orange sentences? Con đọc lại cái câu màu kem cho cô nè. Tom is opening the present. His present is are a baseball ball and a baseball bat. Tom likes his birthday present a lot. Good job. Tom likes his birthday present a lot. Right, okay. Look at picture 4 and tell me, where are Tom and Sam now? Tom and Sam are in the park. Oh, they good are job. Playing baseball. Good. Finally, are they happy? No, they are so happy. Good job. Well, Tom and Sam are in the park. Right? What are Tom and they are playing they baseball. Are in the, they are playing baseball in the park. Good job. Rồi con có thể nói như sau. Tom and Sam are playing baseball, in, baseball the park. In the park. Right, they are so happy. Good job. Rồi cái bài này con làm rất tốt nè Vinh nè. Rồi cô không cần phải sửa nhiều nữa. Rồi cái hình này nhìn có dễ mô tả không Vinh? Yeah. Ok, hình rất là dễ mô tả ha. Rồi. Wow. À cái phần này thì nó yêu cầu con sẽ vẽ được chưa? Cái phần này yêu cầu con sẽ vẽ, nhưng mà nếu như mà con muốn vẽ thì con có thể vẽ cũng được. Rồi không sao, cả phần này là đã hết được nội dung của mình rồi Vinh ơi. Vậy thì xíu nữa cô sẽ gửi bài để cho Vinh làm bài tập về nhà tuần này nhé, được chưa? Right, okay, thank you so much for coming here today. I will see you again next week. Good job studying. Rồi, hôm nay học tốt lắm nha. Rồi, I will see you next week. Bye-bye. Goodbye, teacher. Goodbye.